Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bắt đại dở cái lúng thứ hai để xem cái lượng cua nó như thế nào. Chú Thịnh có chia sẻ thêm mấy lần trước đó, chúng ta nên trồng những cây đước ở trên những cái tấm chảng của chúng ta. Những cái chảng thì nếu mà nó thấp quá đó, nước nó ngập đó, thì chúng ta đắp cái mô lên. Chúng ta trồng những cây đước, cây mắm này như hình ảnh chúng ta đang thấy đây. Chúng ta sẽ giảm lại cái lượng nhiệt hoặc là cái sự biến động của môi trường. Và cái nơi các cái chảng nước gì đây là cua cũng như cá nó trú ẩn và rất là nhiều, và cái điều kiện tốt để cho cái động vật phù du và các nơi thức ăn cho tất cả những cái đối tượng vật sống của chúng ta. Và cái nơi đó đó thì nó rất là ổn định, và cũng như là cái nơi đó là cái ngôi nhà cho các con cua, các cái hang cua mà nó vô đó nó ở trú ẩn, cũng như con cá nó vô nó ở rất là nhiều, và các cái động vật phù du nó bám vào các cái thanh đước hoặc là các cái rễ móng vân vân. Thì đó là cái chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên chúng ta cũng không thấy quá trồng nhiều đước hoặc là quá nhiều móng, là chúng ta cũng phải có những nơi trống để cho nó đi ra bên ngoài có ánh sáng. Đó là cái điều chúng ta cần phải lưu ý. Thì theo cái tỷ lệ mà chúng ta trồng á, gừng á, thì nhà nước khuyến cáo đó thì đó khoảng là 5 năm hoặc là 5 năm, 50, 50 hoặc là 64. Theo chúng thực thấy thì chúng ta 64 nhưng mà chúng ta không tập trung. Chúng ta sẽ chia ra trên khu vực diện tích nuôi của chúng ta. Chúng ta không phải là có 10 công chúng ta 6 công chúng ta trồng bít gừng rồi đó là 4 công còn lại để trống, là không phải. Chúng ta chia đều trên cái diện tích của chúng ta, và có những nơi trống, nơi gừng, nơi trống thì gừng. Như vậy thì chúng ta nếu như mà không thuộc về gừng sinh thái đó thì chúng ta sẽ trồng ở diện tích là 46, tức là 6 nuôi và 4 gừng. Đó thì chúng ta sẽ tốt hơn, hoặc là 37. Đó thì theo chúng tôi thấy là khoảng tỷ lệ đó là rất là tốt cho cái việc phát triển. Kể cả năng tượng, chúng ta nên trồng cây nước phù hợp để tỷ lệ khoảng 3-37. Đó là cái khuyến cáo của chúng thực. Hoặc là cây mắm cũng được. Đó là cái mà phù hợp với cái điều kiện đối với những cái nơi mà mặn quanh năm, thâm nhập mặn chúng ta không trồng lúa được. Đó là cái điều kiện chúng ta nên trồng theo tỷ lệ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giảm cái lúng thứ hai. Cơ không các bạn, thì cua đập căng là tuyệt vời nhất, không có cái gì bằng. Là lý do tại sao nó như vậy thì do cái thiên nhiên ưu ái, thì cái khu vực từ Tân Tiến Nam Căn á, dài xuống giáp với Nam Căn đất mũi rồi đó, thì đó là một cái eo. Chúng ta nhìn trên bản đồ chúng ta thấy cái eo, chính cái eo đó nó sẽ tạo những cái nơi vùng biển phía đông, tức là từ các cái ở trên đi xuống và từ gió mùa tây nam hay là gió mùa đông bắc, hai cái thủ điện từ biển Malaysia giáp qua nữa, thì tạo thành một cái vùng vịnh xấy ở đó. Thì tất cả những cái phù sa hay là thiên nhiên ưu đãi, những cái khoáng đa vi lượng hay là khoáng đa lượng, nó tập hợp về cái eo biển này, nó làm cho cái con cua của chúng ta nó ngọt, nó thơm và phù hợp cho cái cua và tôm gừng. Con cua này là đẹp rồi các bạn, thả tít rồi.